I'm sorry. Hey! Hello! Và chào các bạn đã quay trở lại với kênh mình là Tico đây. Và ngày hôm nay cùng nhau chơi một game có tên là Dark Hill. Dark Hill. Thật ra cái tên này nó khá là độc. Và game này nó khá là cục xúc. Nó không có giới thiệu hay là hình chính gì cả. Nó cứ vô game thẳng thôi. Và mình một thằng nào đó đầu chọc, mặc áo tù, nhìn có vẻ triển vọng lắm. Bắt nó đen thui nữa chứ. Mình không hiểu lý do tại sao nữa. Mình ở trong cái nhà bếp. Và mình vẫn ở trong cái nhà bếp. Sau đó mình không còn ở trong nhà bếp nữa. Và bây giờ mình ở trong nhà bếp. Má mình nhầy quá, xin lỗi. Có một chiếc giường. Mình có thể ngủ. Được không? Can I ngủ đe? Please, can I? Nó cục xúc thiệt luôn, quá là cục xúc. Cho tao ngủ đi mà, làm ơn. Chỉ còn cái nút nào thôi. Nút enter á, trời ơi, nút enter, mình không nghĩ tới chuyện đó. Ngủ đi anh bạn. Gì thế này? Doctor Strange hả? Hùng lìa khỏi xác. Và mình đang ở thế giới linh hồn. Thật là kỳ lạ. Hướng dẫn tôi chơi đi chứ. Mình là một epic gamer. Thường thì mình không cần hướng dẫn đâu. Nhưng mà game này nó quá đỗi là khó. Từ cái nút điều khiển thôi. Wow, holy mother fucking hell, holy sickle. Cái gì thế? Có phải mình vừa lật cái tường không? Các bạn, mình không hiểu. Cái này nó quá là ảo diệu. Oh, đây là game giải đố. Trời ơi, tôi phải dùng não. Big brain. Và cái còn tiếp. Rồi, mày làm gì tao? Cái cửa này bị kẹt á. Ở dưới bật lại rồi. Rảnh vậy? Cái trò đùa thế này. Cho tao đi xuống đi. Lật cái tường lại. Đấy. Cái âm thanh nghe quá là đã luôn. Mình thích game này. Cái điều mình hơi ngu dành cho nó. Ai bảo mình ngu cơ. Các bạn im lặng đi. Hãy coi một epic gamer làm việc nè. Mình dẫn các bạn chơi thôi. Chứ làm những cái chuyện mình không biết chơi game này. Rồi gật cái càng lên nè. Rồi áp tay vô. Lật cái tường lại. Đấy. Mình lộ cái nút space với cái nút cách thôi. Chứ mình biết chơi mà. Một bánh răng. Cho bố mày xin nha. Một dụng cụ. Ôi, xôi. What? Mình tưởng đây là game giải đố. Nó phải là game kinh dị đâu. Thôi kệ, bỏ bánh răng vô nào. Cái này như Minecraft vậy đó. Làm sao nó nhét nguyên cái thứ to đùng này vô người được. Gạt cái con nè. Cho bố mày đi xuống rồi. Phê phê sao các bạn. Game này quá. Nó quá là ảo diệu. Mình thấy như mình là thủy tối thượng vậy đó. Mình là doctor lợi. Cho em xin bánh răng nha anh. Thank you. Rồi. Hết đường về luôn. Đâu về được mà. Úi là lá. Sao gì vậy? Giải sao ra làm cái gì? Bị ngu hả? Nhân vật bị ngu các bạn ơi. Mình chỉ còn gắm bánh răng thôi mà. Đây để sẽ đó. Mình sẽ lấy cái. Chọn. Xếp hình đối chữ. Đùa tao hả? Cái này game gì con nít á. Tao mấy tuổi rồi mà chỉ bắt tao chơi giờ này. Gì khó vậy? Vô lý các bạn. Cái này đều bất hợp pháp. À ha, tao không biết chơi hả? Mày tưởng tao không biết chơi hả? Tụi tao không biết chơi. Ha, mày xem thường nhau quá rồi. Big brain. Cho em xin cái chìa khóa nha anh. Không có gì, cảm ơn em. Giờ thì cho em lật lại cái tường nào. Chắc là mình đang trong thế giới giấc mơ đúng không? Không hợp á, không, nó không phải cái đó hả? Giờ là lấy chìa khóa là xong á hả? Chỉ thôi cho em xin là bánh răng nha em. Trên này thì sao? Ở phía trên này. Bỏ vô lại. Rồi chi vậy? Rồi mình làm gì cái ý nghĩa gì không? Có gì đó nó sai sai á. Hình như là mình phải tìm đủ 3 cái bánh răng cho cái này. Đừng tưởng ta không biết chơi nha. Mình có IQ cao hơn cả Einstein nữa. Mình chấp ổng 5 tuổi luôn. Không phải. Có gai à. Cái này thì lại cần thêm 2 cái bánh răng nữa. Bánh răng trong bánh răng. Nó khó như một trò đùa vậy. Ủa. Vậy mình mới tìm được một bánh răng đó hả?
Để chi vậy? Mình mới làm cái gì vậy các bạn? Cái thằng nồi dầu đúng ngu luôn. Mình có cần thêm một cái bánh răng nữa. Chắc phải cho lại cái chỗ chính rồi. Chóng mặt quá. Vô lúc mình coi phim đó, đó là Strain á. Nó vẫn chóng mặt y chang đó luôn. Wow, wow, wow. Thằng béo nào kia mà để xem mặc đồ của tao hả? Thằng béo này nó vừa nhảy xuyên tường và định trộm cái bánh răng của mình không? Mà cái gì kỳ lạ nhất là nó mặc cái bộ đồ gì đó. Nó mắt cục xúc luôn. Nó có thể trộm đồ của mình nhưng mà nó không thể làm mình bị mù mắt được. Tại vì cái bộ đồ đó quá là xấu. Tệ hơn cái mua đồ online nữa. Tưởng tượng các bạn lên mạng mà search mua cái đồ ngủ online rồi. Mình quá giỏi. Mình quá là giỏi. Game này nó không đủ trình để cho mình chơi. Có vẻ như mình mới làm gì đó sai sai đúng không? Sao đóng cái cửa vậy? Qua vô đóng cái cửa. Có ý nghĩa gì không? Chi vậy? Đây là một cách hoàn mỹ để có thể đi qua cái cửa bên kia. Thay vì nó đi thẳng thì mình sẽ đi từ trên xuống dưới vậy cho nó ngầu thôi. Bỏ chìa khóa vô. Hay lắm em. Một cái nút. Cái nút này là nút tự hủy diệt của ông Dr. Doofenshmirtz. Quá là thông minh luôn. Cái chết là sao? Sao lại chọn cái chết? Mình chưa muốn chết các bạn ạ. Qua cái thứ ba. Ủa. Đó, chạm lại cái nút tư. Cái mắt. Đây, cái mắt đây, xuống đây nào. Cái búa đập cái mắt đi. Bang. Và lại quay lại cái đầu lâu. Có phải mình sắp chết không? Mình đoán là không. Chìa khóa lần nữa. Vậy thôi đó hả? Đơn giản là bấm mấy cái nút thôi mà. Game này vẫn chưa có gì khó nhằn cả. Vậy thôi cho anh xin cái bánh răng đi ha. Chết mẹ, hình như làm hư rồi đó rồi. Mình xin lỗi. I'm sorry. Nó kiểu như là lần đầu tiên mình thấy sợ, tự nhiên qua lần thứ hai mình thấy nó cục xúc làm sao ấy. Các bạn coi bộ đồ đó kìa. Có đi đi mặc đồ tắm biển là đi múa yoga không? Nhìn nó cục xúc vậy. Hello mấy cưng. Sao lại bắn tao? Come on, nó làm cái gì sai? Tụi nó ghê quá các bạn ơi. Những cô gái lồng đèn. Các bạn tưởng tượng một ngày nào đó, bạn gặp một cô gái trên đường, nó độ nguyên cái lồng đèn rồi nó sẽ còn phát sáng nữa. Các bạn sẽ sợ như mình thôi. Con khoan đã, có phải mình thiếu gì đúng không? Mình chưa lấy cái bánh lăng thì phải. Vậy là có hai cái bánh lăng rồi nè. Vui quá vậy. Mấy con gái kia biến mất chưa? Mình hiểu rồi nha, tụi nó biến mất rồi. Là mình phải đợi tụi nó đi, hiểu không? Tụi nó không ai để bắn, tụi nó chán, tụi nó sẽ đi. Và bây giờ mình có thể mở cái cửa chính rồi. Cho em về nè mấy anh ơi. Hướng này, this way. Ồ khoan xả, ồ sao mất một cái bánh lăng rồi. Ồ đủ ba cái nè, tụi mất một cái chứ. Một cái. Hai cái. Ba cái. Lồng đèn cool. Hồi nãy mình chọc bồ đó, bây giờ nó giận nè. Holy shit, lồng đèn cool. Tôi xin lỗi mà bồ của mày nó nhây với bồ đâu phải tao đâu. Trời ạ. Đừng bây giờ đùa giỡn với mấy cô gái lồng đèn nha các bạn. Nguy hiểm lắm. Bây giờ mình sẽ đi ngủ tiếp. Và bắt đầu chat thứ hai. Yeah, làm một giấc nữa coi. Cái game này là mình nhớ đến cái cảm giác gọi là lucid dream á. Là bạn đang mơ nhưng bạn có thể điều khiển giấc mơ của mình. Cái này thì mình chưa gặp bao giờ nhưng mà nghe nói rất là thú vị. Một cái dạng thang máy. Điều mà thích nhất trong game này có lẽ như là cái âm thanh á, rất là sống động, rất là chân thật. Đây tàu mình nghe ngầm đúng không? Trốn vé này mà làm gì tao? Tao là công dân tồi. Tắt cái coi. Ê!
Wow. Nó là áo diệu mọi người ạ. Mà đâu có đồng hồ cũ. Chắc là nó có gì đó liên quan đến thời gian chăng. Ui trời ơi, sợ vậy. Đây, cái này mình chưa đi nè. Có chìa khóa. Không cách nào để qua bên kia. Thôi, mốt mày đi ngược lại. Không chơi mày nữa. Giờ thôi, bỏ chìa khóa vô. Không chìa khóa. Không phải chìa khóa thì là cái gì đây? Mình có thiếu gì không ta? Thằng nhỏ, cả gia đình lồng đèn luôn. Trời ạ, đau tim. Ấy của mình là mình có thể qua kia để mở cửa, nhưng mà mình không biết cách nào để qua kia để mở cửa. Nó khá là vô lý, nhưng mà là rất là thuyết phục. Tại vì mình là TQ, mình là một người có não to. Người ta bảo não to chưa chắc gì đến thông minh. Quan trọng là số lượng tế bào neuron, hiểu không? Nên là các bạn có thể gọi mình là small brain gì cũng được. What is this? Mình có thể làm vậy. Oh my god. Mình có thể đi ngược lại. Trời ơi, trời ơi, quên mất. Đúng là small brain mà. Bây giờ ta có thể đi qua mà không cần phải mở chìa khóa. Sau đó mình qua kia rồi mình có thể đi xuống dưới. Mọi chuyện quá là đơn giản so với một Epic Gamer. Yeah. I am too fucking good. Rồi làm cái gì vậy thôi đó hả? Vậy thôi à, nó tới lại cái đường cái thôi hả? Là tốn thời gian tiền của chỉ như đó thôi đó hả? Mình có thấy thất vọng trầm trọng các bạn ạ. À không, đốt cái nào. À ha. Vô lý là sao mà gỗ thì cháy nhanh được. Thôi kệ nó, mình không phán xét ở đâu. Ôi trời. Gì má? Vừa phá xong cái cửa cái ra cái hố khác. Cái đồng hồ là. Mình không tin được luôn. Sao nó có hoạt động gì được. Nó quá là vô lý. Một cái chữ T. Chữ T này sẽ gắn vô cái máy. Nghe quá là thuyết phục, cũng quá là hợp lý luôn. Yeah. Vậy là chúng ta đã xong cái phần thứ hai rồi hả? Phần này khá là ngắn so với phần 1. Vâng, và đó chính là Jars hay là Jar Kill. Thì các bạn đọc thôi. Game này một là game giải đố, và mình thấy nó rất là thú vị ở một cái góc nhìn nào đó. Là nó mang khuynh hướng gọi là ảo kỳ diệu. Nó giống như là Lucid Dream gì đó. Bạn nào không biết Lucid Dream thì các bạn có thể lên YouTube và Google để search. Nó rất là thú vị. Theo mình đánh giá thì game này nó sẽ thuộc tầm 8 trên 10 so với tiêu chuẩn của mình. Và đó chính là Jar Kill. Mình là TQ và các bạn gặp lại video sau. Bây giờ thôi.